Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ. Kính thưa quý thầy, quý cô và cô tinh toàn, cùng các ông bà, cô chú, anh chị đang ngồi ở đây. Thật là hoan hỷ khi con biết được giọng pháp này. Thật là hoan hỷ khi con biết được chân tướng sự thật của cuộc sống này. Con xin cảm ơn. Con xin cúi đầu kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca đã để lại con đường giải thoát cho chúng sanh. Con xin cúi đầu kính lễ sư phụ trụ trì. Đã tạo đầy đủ nhân duyên cho con được về đây. Con xin cúi đầu đảnh lễ cô Tính Toàn, người đã giúp con có niềm tin vào con đường mà con đang đi. Người đã truyền cho con một động lực để con có thể tự mở những cánh cửa trong vô minh của cái thân này, để con biết được sắc là vô thường mà vô thường là khổ mà khổ là đây và đây là khổ. Dạ, con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ trụ trì, và kính thưa quý thầy, quý sư cô, và kính thưa cô Tinh Chân Tính Toàn và toàn thể hội chúng. Và thưa mấy ngày hôm nay con được duyên sư phụ trụ trì cho chúng con tụ tập về đây. Thật ra con có cảm giác giống như là con đang ở cái thời của Đức Phật ngày xưa vậy. Cái cảnh núi rừng này, rồi cái cảnh mà có được chánh pháp, nó sống vậy nữa con, làm cho con rào dân hạnh phúc mấy ngày nay. Hôm nay là cái ngày mà cao điểm, nó làm cho cái cảm xúc của con dâng trào, con không thể kiềm chế được. Ba ngày nay, trong lòng con lúc nào con cũng biết ơn sư phụ trụ trì. Nếu mà không có sư phụ trụ trì phát hiện ra cái chánh pháp này để mời cô Tính Toàn, thì chúng con chắc là vô minh nó còn kéo dài không biết tới chừng nào. Cho nên con là biết ơn, tri ân sư phụ trụ trì, không biết bao nhiêu mà nói, không biết nói lời như thế nào. Con mà khi con gặp được cô Tính Toàn, con mừng không kể xiết. Con mà nghe được một bài của cô Tính Toàn ở trên mạng, trong tâm của con lúc nào con cũng muốn được gặp cô, nhưng mà con không có cách nào hết. Khi con nghe tin được sư phụ mời cô về đây á, hai mẹ con mừng.
Con xin hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ trụ trì, thầy cô, cô chân thánh toàn, các bạn đồng tu. Thầy cô chia sẻ những bài pháp bọt nước cả buổi chiều nay, con cảm thấy rất là xúc động, dâng trào. Và cô chia sẻ bài tập ở từ trưa cho tới 2 giờ không nói im lặng, con cũng giữ cái pháp im lặng. Con không biết nói gì hơn. Cô về đây con rất là vui mừng. Mới nghe tin cô về thì và đi rủ bạn bè cùng lên để nghe được cô chia sẻ những bài pháp đó. Con cũng cảm ơn thầy chủ trì đây cho được cái tin con lên trên này để nghe được dòng pháp cô chia sẻ và hiểu được và giảm đi cái bản ngã, cái vô minh che đậy của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch đối trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và cô chân thánh toàn và tất cả quý đạo hữu. Thì ngày hôm nay được sự chỉ dạy của sư phụ và của cô, thì riêng cái bài mà cô cho chúng con tu tịnh khẩu và quán trên thân như bọt nước, thì giờ con không biết nói gì hơn, thì con bị hơi bị mất thăng bằng vì bị câu nói của cô. Cô nói là tại sao mà mình phải mang cái thân ngũ uẩn này hoài. Thì từ nghe hai câu nói đó thì con cảm thấy con bị mất thăng bằng. Và từ đó cho tới ngay lúc này thì con rất là sợ. Sợ lắm. Tự nhiên nghĩ tới nước thì cô nói là nó trôi thì vô minh, dòng sông vô minh, tam sân trí ngã mạn trôi, nó tan. Nó tan thì con quán từ trưa giờ thì càng quán càng sợ. Sợ là nó tan, tí nữa nó tan rồi, chánh pháp không biết sao đây. Mình không biết cái việc giải thoát của mình nó sao. Sợ, mình cũng sợ cho tất cả mọi người. Bọt nước thì nó nổi đó, nó tan nó, cho nên con sợ lắm. Thôi, con nguyện sao mà để trên sư phụ cô có đầy đủ sức khỏe, lúc nào cũng đi chia sẻ lại, nhiệt tâm chia sẻ lại cho hàng tất cả đệ tử chúng con những giáo pháp, chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại. Dạ, mong trên sư phụ cô được nhiều sức khỏe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thì thông qua những lời chúng ta chia sẻ vừa rồi, cũng là một cái nhân duyên để chúng ta nhìn thấy được lợi ích của Pháp Quán. Thế mà trong cái sự tu học này, chúng ta không khéo vận dụng Pháp Quán, thì trí tuệ thật khó mà sanh khởi. Chúng ta có thấy vậy không ạ? Trí tuệ sanh khởi là nhờ vào trong thiền quán. Mà thiền quán này phải hết sức là thiện xảo. Thiện xảo. Thì trí tuệ mới tăng trưởng được. Thiền quán một cách sơ sài, hời hợt, trí tuệ không tăng trưởng được. Sự buông nhã ra những tham ái, bản ngã, sân hận, si mê, sự buông nhã này không tăng trưởng được. Và thực sự trong cái sự tu tập về thiền quán như vậy, thì chúng ta nhìn thấy được tác dụng lợi ích của thiền quán này là như thế nào ạ? Không phải chúng ta thử xem xét lại tác dụng và lợi ích mà thiền quán đã đem lại cho chúng ta là gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Riêng đối với con, thì con thấy cái pháp quán này nó làm cho cái ngã của mình nó tiêu tan ngay lập tức. Khi cái tưởng mình là một cái xác chết mục rửa, hôi thối bốc mùi ở bên đường, người ta phải bịt mũi, người ta ghê sợ đứng từ xa cũng như mình để dòm chính cái xác của mình đang phân hủy đó. Rồi con lại quán mình là một cái bọt nước, một cái đám bọt sọc phòng đang trôi trên cái dòng suối kia. Rồi nó tan vỡ từ từ do ánh nắng của mặt trời, do va chạm với lại những vật cản trên dòng nước, nhánh cây, những hòn đá nhỏ. Thì mình cảm thấy rằng cái thân xác của mình đang được cưu mang ở đây, nó thật là mong manh, thật là dễ vỡ, và nó vô thường, không biết vỡ từ lúc nào. Chính những cái tưởng đó nó đã làm cho con cảm thấy rằng mình thật sự chẳng là gì cả. Mình cũng như bao những cái chúng sanh kia, từ những loài cây cỏ, côn trùng, cho đến những loài chim, cho đến những loài thú như chó, mèo. Con nhìn đâu, con cũng thấy chúng sanh cũng như mình. Chỉ có khác là khác sắc tướng, hình hài, nhưng đều có chung một số phận như những bọt nước kia, như những cái xác chết kia, như những cái cây khô kia, chả ai nhìn đến rồi cũng mục rửa theo thời gian. Con nghĩ đến đó, càng nghĩ con cảm thấy rằng thật là vô thường. Và chẳng có gì để mình phải sân si hơn thua ở đời. Chẳng có gì
để mình có cái ngã ta đây để làm gì. Và chính cái pháp quán này đã giúp cho con triệt tiêu cái ngã của mình. Mà cái ngã là đối với bản thân con từ xưa đến nay thì cái đó là cái điểm yếu lớn của mình, cái ngã quá lớn. Vì cái ngã lớn cho nên mình đã từng gây ra nhiều cái nghiệp chướng, mà đến ngày hôm nay khi ngồi nhớ lại mình cảm thấy rùng mình. Rùng mình vì cái sự vô minh, và mình cảm thấy hoan hỷ. Hoan hỷ vì mình đã được một cái pháp, và một cụ thể là cái pháp quán, quán xác chết, quán thân mình là bọt nước, đã làm cho cái ngã kia tiêu tan đi, tiêu tan nhanh và không cần phải đợi thời gian lâu. Đó là con thấy cái hiệu nghiệm và cái hiệu quả tức thời của cái pháp quán ngày hôm nay. Con xin hết. Xin cảm ơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa cô chân tính toàn và toàn thể đại chúng. Thì hiện theo sự hiểu biết của con, thì cái tác dụng về cái đề mục thiền quán bọt nước này, nó có tác dụng cho mình có một cái định tướng đặt ở trước mặt mình. Tác dụng để mình lôi kéo cái tâm của mình về một điểm trước mặt, nó là cái bọt nước. Và cái mục đích là có thể làm cho mình được định tâm ở trên cái phép quán đó. Và cái lợi ích thì nó cho mình hiểu rõ và nhàm chán và ly dục và ly tham, và hiểu rõ về cái sự vô thường nhanh chóng dễ vỡ của thân ngũ uẩn của mình và những cái sự vận hành về sắc thọ tưởng hành thức, nó cũng đều như cái bọt nước làm cho mình nhả ra những cái chấp mắc về cái tham ái, tham dục, si mê, vô minh, bản ngã đối với ngũ uẩn. Dạ, cái đó là sự hiểu biết nông cạn của con. Kính xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cô chân tính toàn và toàn thể đại chúng chỉ dạy thêm để cho con được hiểu thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên quý sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa cô toàn cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được chia sẻ về cách thiền quán. Cách quán bọt nước hay thiền bọt nước nói riêng và thiền quán nói chung, mục đích như theo con hiểu là mục đích của thiền quán là đưa chúng ta vào một cái định tướng, đưa tâm vào một cái định tướng, từ đó nhìn thấy rõ, sau khi thực tập lâu dài nhìn thấy rõ sự vô thường trống rỗng, sự vô thường trống rỗng của cái định tướng đó. Sau khi nhìn thấy sự vô thường trống rỗng đó thì chúng ta sẽ thấy một sự đoạn diệt. Tiếp theo đó sẽ là quán về sự đoạn diệt của các vật chất đó. Từ sau khi có đoạn diệt thì chúng ta tiếp đến ly tham rồi sẽ đến quán từ bỏ. Cái sự trống rỗng hay sự vô thường đó mà chúng ta quan sát sâu xa chính là như lý tác ý đưa vào tâm để từ bỏ năm triền cái, đó năm ác, năm bất thiện pháp, năm ác pháp để đi vào con đường sơ thiền. Tức là khi chúng ta không nhận tứ đại, không nhận ngũ uẩn, chúng ta nhàn chán với ngũ uẩn, nhàn chán với tứ đại thì sẽ giảm được dục tham, sân hận.
Khi chúng ta xác định rõ về cái sự vô thường trống rỗng đó, với như lý tác ý về lòng tin sâu về cái con đường chúng ta đang đi, thì chúng ta đánh bật được hoài nghi, và sự tinh tấn, sự tinh cần đó sẽ đánh tan được, sẽ đánh tan và đoạn diệt được hôn trầm. Và tâm chúng ta đang hướng về một điểm đó thì sẽ làm giảm được cái trạo hối. Theo con hiểu là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa sư chủ trì và các vị tăng và các vị tăng ni và cô chân tín toàn cùng toàn thể đại chúng. Theo như cái sự hiểu của con thì con nghĩ rằng cái phép quán, cái xác chết đó là để mình nhìn thấy rằng cái thân tứ đại này nó không có thật. Bởi vậy cho nên mình đừng có chấp vô nó, để mà mình từ đó mà mình bị khổ, rồi bị đi theo những cái ngũ uẩn và những cái tham sân si, để mà mình làm ra những cái khổ đau cho mình, rồi mình làm ra những cái tội lỗi cho mình. Bởi vì qua cái sự đó mà mình thấy được cái tác ý khéo léo là để mình nhìn thấy cái thân này nó không có thật. Khi mà cái xác chết nó đã rã mục ra rồi, hoặc là mình tác ý về cái thân mình nó giống như là một cái đám bọt bong bóng, thì vốn bong bóng thì nó không có thật. Cho nên là nhờ cái tác ý, cái hình ảnh đó, khéo cái tác ý đó mà mình nhận ra rằng là thân này không có thật, và những cái ngũ uẩn này nó có những cái cảm thọ nó dẫn dắt mình đi, và thành ra mình cứ chấp vô. Vì cái chấp vô cái cảm thọ và thọ dưỡng những cái cảm thọ đó, nghĩ là có thật, cho nên rồi mình cứ bị trôi lăn trong cái cuộc đời này, làm ra bao nhiêu là cái tội lỗi, rồi đau khổ. Cho nên nhờ những cái hình tượng về bong bóng, hay là cái hình ảnh về cái bộ xương người, hoặc là cái xác chết, để mà mình thấy rõ cái vấn đề một cái cách rõ ràng hơn, để mà mình đừng có bị lan man, rồi không có nhận rõ cái gì, dùng cái cảm xúc của mình nó lại qua cái này qua cái kia, thì con nghĩ là khó mà thấy được cái vấn đề mình muốn thấy. Cho nên con nghĩ rằng khi mà mình quán thì mình chỉ nhìn thấy cái mục đích, cái vấn đề đó một cách rõ ràng. Ví dụ như quán xác chết thì thấy xác chết, quán bong bóng thì thấy bong bóng, quán cô Toàn khóc thì thấy cô Toàn khóc. Chứ thêm những cái cảm thọ vô nhiều quá thì e rằng có thể cái cảm thọ của mình nó dẫn mình đi lang mang á, thành ra là mình khó nhận ra được cái mà mình đang cần để quay lại nhìn thấy ngũ uẩn và cái tâm chân thật của mình. Kính thưa con xin hết ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa cô Tín Toàn, cùng toàn thể ông bà, các cô chú ngồi ở đây. Con xin được trình pháp, nếu như có sai sót, mong cô chỉ dẫn thêm cho con. Khi thực hành pháp, con cảm thấy lợi ích mà con hiểu được là con hiểu rõ về thân kiến và hoài nghi. Con không còn chấp thủ vào cái thân kiến nữa.
tất cả đều là tứ đại và tất cả đều là sắc, có hợp thì sẽ có tan. Và sự hoài nghi của con cũng phá vỡ, đó là ở đâu mình có thân thể này, khi mình chết thì nó sẽ đi về đâu, hoặc là thân xác này phân hủy thì cái tâm mình nó sẽ như thế nào. Tất cả những cái đó con không còn hoài nghi nữa, cho nên theo sự hiểu biết nông cạn của con thì con thấy là con phá vỡ được, con không còn thân kiến và hoài nghi nữa. Dạ, con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa cô Trần Tính Toàn, như con hiểu thì nó có tác dụng cho mình tăng trưởng trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biện tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thánh tịnh, làm lành lãnh giữ lời quần sanh. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, và kính thưa cô Trân Tịnh Toàn, thật sự ra chiều hôm nay được cô chia sẻ giảng dạy cho đại chúng quán chiếu về thân như bột nước, thì con cũng là hầu như là thường xuyên quán thân con như vậy. Ngày cũng như đêm, con luôn luôn nghĩ cái thân này sẽ nằm dài trên đất. Vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, và nó sẽ tan dần đi thành cát bụi, không phải là ẩn phủ mãi mãi, dài lâu. Lúc 7 giờ kém, gia đình con điền vào báo tin cho con biết một người em con ở cầu ruột đã từ trần khi 5 giờ chiều. Không bệnh, không đau, đi hát karaoke về, ngồi rửa chén, tự nhiên đột quỵ và chết ngay, làm cho con rất là chấn động. Trong tâm tư ngay lúc này, vì trong lúc con đang quản thân như bọt nước, tâm như cảnh huyền, thì cái tin này nó đập vào lỗ tai con và con bừng sáng lên. Có gì đâu mà hát, có gì đâu mà cười, để không để cho tâm yên lặng trở về thấy cả chính mình là thân như bọt nước, là tâm như cảnh huyền. Con rất tiếc thay cho những con người, họ sống trong vô minh, họ vui với những tiếng hát, tiếng cười, ăn nhậu mà không biết mình tự mình lao mình xuống một cái cõi u minh tâm tối.
và con trở lại mình rất là hân hoan hỷ lạc. Lúc đó cảm thọ của con dâng tràn lên, mình rất là hạnh phúc được gần bậc thiền trí thức, đọc lên bài kệ lành thay gặp thầm nhân, sống chúng thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất của đời con. Và tuy rằng con nghe đó là một người em cũng nhói trong tim và xót xa, nhưng cảm thấy mình cũng hạnh phúc hơn người em mình. Và thầm nghĩ từ nay cho đến khi mạng chung, cái kiếp sống này làm sao mình phải đoạn trừ được ái, tham ái, nhổ tận gốc. Như Đức Phật dạy là nhổ tận gốc ái như nhổ tận gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại. Đó là những cái câu Đức Phật dạy mà tâm con hằng luôn luôn đọc và ghi nhớ trong tâm. Để khi bây giờ ngồi đây, sáng mai không biết còn nữa hay không, có ra đi một cách thảnh thơi an lạc, không còn tái sanh nữa, và thường luôn nhìn nhận được cái thân này là thân vô ngã, không có phải của ta và từ là của ta, để đoạn trừ được tham sân chấp ngã, thấy rõ được năm uẩn là vô thường, khổ là sanh là diệt liên tục. Con nhớ một câu kinh, không biết chỗ nào con quên rồi. Đức Phật dạy, này các tỷ kheo, ngay đây các ông cũng là sinh, cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Ngay đây vì hiện giờ an trụ tâm trong những lúc vô thường sanh diệt. Bà con hứa trong tâm và phát nguyện với Đức Thế Tôn, nguyện kiếp này con sẽ phá được và thấy rõ được cái thân này và phá được thân kiến, để ra đi một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ và quý thầy, cùng cô quý sư cô và cô chuyên tính toàn, cùng các cô các anh chị đồng tu. Theo con hiểu là, và con nhận thấy được rằng là sự quán niệm đem lại lợi ích rất là lợi lạc ở cái chỗ là mình có thể định được tâm trên cái thân của mình để đi đứng nằm ngồi, và kết hợp được là cô cho tịnh khẩu nữa thì nó rất là hay và nó rất là trọn được cái duyên. Là vì con thấy nếu mà mình tập được có một thời ở trong khi tu á, thì ra ngoài á, không có được cái giới như vậy á, thì nó không có oai nghi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình dễ phóng tâm, và nó rất là uổng cho mình là rất là khó khăn mới sắp xếp được để lên đây tu. Thì con thì luôn luôn trân quý cái nhân duyên mà được tu tập và được nghe pháp từ thầy và của cô chia sẻ, và được thầy pháp từ hướng dẫn. Thì lòng của con lúc nào xuống đây tu thì cũng được dâng trào lên những cảm giác an tịnh và cái hỷ lạc. Thì con cũng xin rất là tri ân cái lúc chiều cô chia sẻ, và cô nhấn mạnh những cái điểm là tâm ơi đừng mê nữa,
thì không biết làm sao mà cô gọi mấy lần cái danh từ đó thì con lại bị nhập tâm. Con lại đổi cái quán bọt nước thành cái tâm mê. Hãy tỉnh ra đi, tỉnh ra đừng có tham ái vô minh, chấp ngã nữa. Mà bản thân con thì cái chấp ngã nó lâu nay con thấp thỏm ở cái chỗ mình tu tập, mà sao các vị nói là mình buông cái ngã ra thì mình mới thấy được pháp, hoặc mình mới tiến lên con đường giải thoát. Mà sao con thấy đâu đó thấp thoáng nó cũng cứ xuất hiện từ một cái vi tế nhỏ nhặt. Mình thấy mình làm được cái gì mình cũng khởi lên cái vui, thì con thấy cũng chưa có được. Thì nhờ cái nhân duyên này nè, thì cô hướng dẫn như vậy, thì cô nhắc như vậy con cũng chấn động rất là mạnh. Và con rất là bị thắt cái tim, và ngay lúc đó con cũng muốn phát biểu lắm, nhưng mà nó cứ hồi hộp, nó dâng lên. Thì từ hồi chiều giờ về, thật ra thì con cũng cứ giữ cái trạng thái đó. Và con lại thấy cái chữ từ mà quán bọt nước nó lại mờ trong con hơn là cái tâm đó. Thì con nói, ồ cái tâm mình mê quá, có gì đâu mà phải còn chấp ngã, là mình hay, mình giỏi, mình biết cái gì đâu. Thì nhờ cái nhân duyên cô chia sẻ như vậy, và với cái tâm từ bi mà cô nói lên những điều đó, là cũng vì chúng con và cũng muốn đưa cái chánh pháp đến cho chúng con thực hành càng sớm càng tốt, để bản thân chúng con được lợi lạc. Còn riêng vấn đề về cô thì con nghĩ cái pháp hành thì cô đã trong lòng bàn tay rồi, không còn gì phải gọi là xa vời với cô và trên thầy nữa. Nhưng vì lòng bi mẫn giữa thầy và cô muốn giúp huynh đệ chúng con ở đây, thì con rất có cái tâm là cố gắng hơn nữa. Từ đây và về với tới nhà vẫn giữ cái tâm ý này để đền những cái công ơn mà thầy và cô và quý thầy và quý chú ở đây đã giúp đỡ và trợ duyên rất là nhiều cho những ngày tu tập ở đây. Con thấy trên núi như vậy mà sự chăm sóc nhiệt tình chào đón chúng con lên tu không có bị thiếu thốn một cái gì hết, và rất là đầy ắp tình thương yêu và từ bi. Và con xin kính tri ân đến tất cả trên thầy và cô và tất cả quý thầy, quý chú ở nơi đây. Và con nguyện sẽ có duyên thì cứ được tu tập tiếp tục và sẽ khắc khao hơn về vấn đề tịnh khẩu ạ. Thì con thấy nếu mà được tịnh khẩu thì nó mới trọn được cái duyên là mình đã xả phú cầu bần như thầy nói, xả thân cầu đạo, xả cái ngã để cầu vô ngã, mà mình làm không trọn vẹn thì nó rất là uổng ạ. Dạ con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ cảm ơn cô Tâm. Dạ thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau về cái thấy cái hiểu của mỗi người về lợi ích và tác dụng của cái việc thiền quán của chúng ta hôm qua và hôm nay. Và chúng ta đã chia sẻ với nhau rất là tốt. Theo cái nhìn, cái thấy của chú Dũng thì trong cái lợi ích tác dụng này là cái bản ngã nó tan ngay lập tức, triệt tiêu được cái bản ngã nên là rất tốt. Rồi mình lại có một cái nhìn thông suốt và hài hòa trong cuộc sống, có một cái nhìn thông cảm với lại cuộc sống, và đồng thời mình cũng thức tỉnh trước những cái tham sân của mình, và mình thấy rằng mình không còn muốn tham sân đối với mọi người nữa. Thành ra vì vậy mà cái tham sân trong mình nó đang được mài mòn từ từ. À, dĩ nhiên là không phải khi mình thấy cái là tham sân mình nó sạch luôn. Nhưng mà những cái giây phút với những cái cảm xúc và những cái trí tuệ đó của mình, thì chính những cái điều đó là cái đang bào mòn tham sân si của mình. Thành ra rất là tốt, rất là tốt. Mà thông qua cái trình bày của chú trước đó nữa về cái diễn tiến tâm của chú trong cái sự quán chiếu, thì đến toàn thấy rất là tốt.
Chứ có những cái nhìn, những cái thấy, những cái sự liên hệ trong cái sự quán của mình như vậy là khá tốt, khá thâm sâu. Và mặc dù là trong cái sự phát triển về cái thiền quán thì chứ cũng cho phép mình có những thêm một số những cái tưởng tượng, cho phép mình bay lên để mà thấy vậy khác. Thì nó cũng được, nói chung là nó cũng được tạm trong cái thiền quán này để cho mình tăng trưởng cái tâm mình và có một cái nhìn rộng mở và sâu sắc. Và sự trình bày của cô Liên Thuận là lợi ích tác dụng của thiền quán là mình lấy được cái đề tài của thiền quán để mình làm thành cái định tướng cho cái tâm của mình nó tu tập. Và mình có thể định tâm được trên cái pháp quán, giúp hiểu rõ được cái sắc thân này. Cái đề tài thiền quán đó giúp cho mình hiểu rõ được sắc thân này và đưa mình đến cái sự nhàm chán, ly dục, ly tham đối với lại cái sắc thân này. Thì cô nhìn thấy được cái tác dụng đó trong cái thiền quán như vậy là rất tốt. Và đồng thời cũng nhìn thấy được cái sự quán chiếu như vậy đưa đến cái sự thấy được cái sự vô thường và dễ vỡ của sắc thân, giúp cho thân nhả ra từ từ. Nhả ra từ từ những cái tham ái, tham dục đối với cái tự thân này. Cái nhìn như vậy là đúng là rất là tốt và rất đúng với lại cái pháp. Chú Khánh Trực thì chú có một cái nhìn khá là logic, khá là logic. Nội tâm này là đòi hỏi các pháp phải có một cái logic rất là tốt. À, tất nhiên là theo chú là cái thiền quán như vậy là mình đưa tâm mình vào trong một cái định tướng. Và với cái định tướng đó giúp cho mình nhìn thấy rõ được cái sự trống rỗng vô thường từ trong cái sự định tướng đó. Và từ cái sự nhìn thấy rõ đó mà mình cũng nhìn thấy được cái sự đoạn diệt của cái định tướng đó, rồi tâm hướng đến từ bỏ. Và với cái định tướng đó thì mình có thể từ bỏ được năm cái triền cái để đi vào trong sơ thiền. Và cái định tướng đó giúp cho mình nhàm chán đối với lại cái tứ đại. Thì khi mà nhàm chán đối với tứ đại thì mình sẽ giảm được dục tham và sân hận đối với những cái tứ đại, phá được dục tham sân hoài nghi, hôn trầm, trào cử. Tức là chú nói là định tướng nó giúp mình phá được năm cái triền cái. Đúng không? Chứ có cái nhìn sâu sắc rất là tốt. Và khi mình an trú được trong pháp quán đó, thì cái khẩu hành của mình nó cũng bớt bung ra. Cái lời nói của mình nó cũng được hạn chế trở lại. Mình thường xuyên mình đưa tâm mình vào an trú trong cái thiền quán như vậy thì tâm mình nó không hướng ngoại và nó không dễ dao động, nó không dễ nhạy bén trước cái ngoại cảnh. Khi trong cái giao tiếp á, mà con người dễ nói qua nói lại, một lời nó đi thì lập tức có một lời trả lại liền. Thì cái dễ nói qua nói lại trong cuộc sống này, cái nhanh nhẹn của cái người đối đáp trả lời là vì sao? Là vì cái trạng thái tâm nó quá nhạy. Mà quá nhạy có nghĩa là sao? Là sự hoạt động của hữu lậu quá mạnh. Và hoạt động của hữu lậu quá mạnh cũng có nghĩa là gì? Là trạng thái tâm dao động rất là mạnh. Và trạng thái tâm dao động rất là mạnh có nghĩa là gì? Là sự thọ nhận cảnh, thọ nhận sắc thanh hương vị xúc của mình, thọ nhận lời nói của người rất là mạnh. Mình đã thọ nhận rất là mạnh, rất là sâu vào trong nội tâm của mình. Thành ra là để giảm thiểu cái sự dao động mạnh của nội tâm, giảm thiểu cái sự nhanh nhẹn của cái khẩu hành. Mà giảm khẩu hành tức là giảm gì?
giảm khẩu nghiệp. Mà giảm khẩu nghiệp tức là giảm gì? Giảm làm cho người ta ghét mình. Phải không? Thành ra là để giảm làm cho người ta ghét mình. Vì mình nhanh nhẹn quá, mình hay đối đáp, mình hay trả lời, mình hay hơn thua trong cái lời nói, thì mình làm cho người ta không ưa mình, người ta không thích mình. Thành ra khi mà mình thường xuyên an trú và tác ý vào trong một cái định tướng như vậy, đưa tâm mình trú nhiều trong đó, thì tâm mình đưa đến cái sự là thấy được sự thật và nhàm chán ly tham và không còn muốn hơn thua. Không còn muốn nói qua, nói lại, nói một lời nào đó phải hơn cái lời nói trước kia. Mình không muốn. Không muốn cái lời nói của mình phải hơn cái lời nói của người đối diện để tỏ lộ sự thông minh của mình, sự tài giỏi của mình, sự ta đây của mình, thì mình sẽ không còn muốn cái điều đó nữa. Mà tâm mình trở thành lắng dịu, an tĩnh, biết nhưng vẫn không cần phải nói ra, giỏi nhưng vẫn không cần phải tỏ lộ cho người biết, thì đó mới thật sự là giỏi, mới thật sự là người trí. Thật ra mình phải khéo an trú tâm trong cái định thức. Trong phần phát biểu này thì không có cái phần phát biểu của chú Tài. Nhưng mà thật sự ra khi nãy khi mà chú Tài chia sẻ, trình bày về những cái cảm xúc của chú Tài đó, thì khi mà Tính Toàn ngồi nghe đó thì Tính Toàn nhớ đến một vị tỳ kheo. Vị này gọi là Ngài Vanghisa. Và vị này sau này cũng là một vị A-la-hán. Và Ngài Vanghisa này là một người, có nghĩa là cái khả năng về thơ và cảm xúc của Ngài là rất tốt. Thì mỗi khi mà tôn giả nghe Đức Phật thuyết pháp, tôn giả rất rất là hoan hỷ. Và sau khi hoan hỷ Đức Phật thuyết pháp xong thì Ngài mới xin với Tôn, bạch Thế Tôn, con có một bài kệ đột xuất khởi lên, bạch Thế Tôn cho con được trình bày. Ngài hoan hỷ lắm. Và thế là Ngài đứng dậy và Ngài trình bày, Ngài đọc một cái bài kệ về tán thán Phật. Và Ngài tán thán hay lắm. Rồi cái xong cái Đức Phật mới hỏi, vậy ngay tại chỗ này ông có thể làm bài kệ nào lập tức không? Không cần suy nghĩ. Thì vị tôn giả này nói dạ được. Thế là vị này đọc liền một câu nữa. Và tôn giả này thì ban đầu thì trong sự xuất gia thì cũng rất là khó khăn. Thời gian đầu thì tôn giả cũng bị cái dục nó quấy rối. Gặp những cái người nữ đến chùa đó thì tâm cũng động, lòng dục sanh khởi và quấy rối. Và trong cái sự quấy rối đó, tôn giả cũng làm những cái bài kệ để mà nhắc nhở cái tâm mình, lôi cái tâm mình ra khỏi cái lòng dục đó. Và tôn giả này cũng phải là nhiều lần đấu với lại cái lòng dục của mình. Thành ra con cũng nghe có những vị muốn xuất gia nhưng mà cũng e ngại cái lòng dục của mình, thành ra không dám xuất gia. Nhưng mà con nghĩ rằng một khi mà mình đã gặp được một cái nơi tu học như vậy, thì dục thì mình cũng đã có những cái bài hướng dẫn về cách diệt dục rồi. Và cái quan trọng ở đây là mình khéo thực hành, khéo áp dụng, khéo tác ý thêm vào trong đó nữa thôi, mình sẽ diệt được thôi. Không có gì khó. Thực ra trong những cái loại dục thấy như vậy, chứ mà cái dục mà về thân xác, dục nam nữ, nó không phải là cái loại dục khó nhất để mà diệt đâu. Cái quan trọng là khéo tác ý thôi. Tại vì cái dục đó nó chỉ sanh khởi theo lúc. Nhưng mà trong đời sống này có những cái dục nó phát khởi rất là nhiều ở trong ngày, chứ không phải là cái dục về thân xác. Thành ra cái dục về thân xác nó không phải là một cái khó nhất để mà diệt. Cái quan trọng là thực hành đúng pháp hay không, kéo áp dụng pháp hay không.
Thành ra vị nào muốn xuất gia thì cứ mạnh dạn dấn thân, đừng ngại. Và mình đã có những cái phương pháp thiện xảo rồi. Và hôm bữa là con cũng xin là chúng ta đừng có nghe cái lời con nói. Là trong trường hợp của con là con nghĩ là mình phải ráng, chừng nào mình sát lậu tận rồi mình mới xuất gia. Nhưng đó là trường hợp của con. Còn chúng ta ở đây mà ai phát khởi được tâm xuất gia thì cứ xuất gia lập tức. Lập tức xuất gia, đừng chần chờ. Tại vì sao? Là vì nếu mà chúng ta chần chờ mà chánh chi kiến chưa có chín mùi lưỡi gặp cô nào đó kéo đi rồi sao? Thành ra là muốn xuất gia thì cứ lập tức xuất gia, đừng chần chờ. Tâm nguyện lúc nào sung mãn, viên mãn, dâng tràn lên sự xuất gia đó, xuất gia lập tức. Chần chờ một thời gian rồi tâm nguyện, cái cảm xúc dâng tràn xuất gia của mình nó giảm dần. Rồi những cái tư tưởng về dục ái tham sân si phía bên ngoài đó, nó len lỏi vào và nó kéo níu mình ra khỏi cái tâm nguyện xuất gia đó. Thành ra muốn xuất gia cứ xuất gia, đừng nghe lời con. Trường hợp con là khác. Chúng ta đồng ý không ạ? Thì chia sẻ như vậy trong những cái phần của chú Tài. Thì trong cái phần vừa rồi, tới cái phần chia sẻ về cái lợi ích tác dụng, thì cô có một cái nhìn nhận rất là rõ ràng. Tức là cái pháp quán này đưa đến thấy được cái thân tứ đại là không thật. Đừng chấp vào đó. Để mà không đi theo cái ngũ uẩn, để mà làm những cái tham sân si và tạo đau khổ cho mình. Phải không cô? Thì cái nhìn nhận như vậy của cô là rất tốt, rất đúng. Và nhưng mà cô có cái phần là cô nói là nhưng mà quán xác chết thì biết là quán xác chết, quán bọt nước thì biết là quán bọt nước, phải không? Này cũng như là nhìn nước mắt của Tính Toạn thì biết là nhìn nước mắt thôi, chứ cũng không nên là để cho cái cảm thọ của mình quá nhiều, phải không? Thì cái nhìn cái hiểu như vậy thì mình xét thì thấy là nó cũng được, cũng hợp lý. Nhưng mà trong cái sự tu học này, và nhất là ở vào những cái giai đoạn đầu của sự tu tập, thì trong thiền quán, cảm thọ là cái đòi hỏi số một. Cái đòi hỏi số một là phải có được cảm thọ trong thiền quán. Và nhất là những cái cảm thọ hiền thiện để mà làm tăng trưởng cái trí tuệ của mình, tăng trưởng cái lòng tin, tăng trưởng cái tuệ quán của mình, tăng trưởng cái sự tinh cần của mình, tăng trưởng cái sự cố gắng của mình. Thì những cái cảm thọ như vậy rất cần được nuôi dưỡng, được phát triển, và rất cần làm cho nó mạnh mẽ, nó sung mãn lên. Chứ không phải là mình nói là không nên cảm thọ nhiều quá. Đó là chưa phải. Tại vì sao? Tại vì trong con người của mình hiện tại, cái cảm giác về bản ngã, cảm giác về ta đây, ta giỏi, ta hay, ta hơn người, những cái cảm giác này nó thật là ngập tràn. Cái ta đây, cái giỏi, cái hay, cái ngã mạn của mình nó thật sự là khủng bố mình. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Những cảm giác của bản ngã có khi thô, có khi tế, có khi âm thầm, lặng lẽ. Mà mình tưởng là ồ, bản ngã mình không có. Nhưng mà những người mà tưởng là bản ngã mình không có, mà chưa có qua con đường tu tập về quán diệt ngã, thì cái đó thật sự đúng là chỉ là tưởng thôi. Chỉ là tưởng thôi. Nếu chưa từng trải qua sự tu tập quán về diệt ngã, thì cái mà thấy là tâm mình cũng yên, cũng lặng, không thấy cái bản ngã, thì đó là vô minh. Đó là vô minh. Thành ra trong cái sự tu tập về thiền quán này, cảm thọ là cái đòi hỏi số một. Còn nếu mà trong cái thực hành á, mà bảo là quán xác chết thì biết là quán xác chết, quán nóng bọt thì biết là quán nóng bọt, thì thật sự mình vẫn chưa nhập được vào pháp quán.
chưa nhập được vào pháp quán. Cảm thọ chưa sanh khởi một cách mạnh mẽ, chưa xúc động một cách mạnh mẽ để tuôn trào nước mắt, để vỡ òa ra trước một cái sự thật rằng không có một ai ở đây cả. Không có một cái gì ở đây cả. Và tâm mình, cảm thọ trong người mình, mình thấy nó sanh khởi lên một cảm giác đau nhất, nhức nhối ở trong lòng. Nhức nhối trước một cái sự thật rằng thật sự trong thân tâm này là không có tự ngã, không có cái ta, không có cái mình nào ở trong đây cả. Thật sự là mình rất cần phải sanh khởi những cảm giác, cảm xúc như vậy. Và khi ở đây các vị có thêm những cảm giác, cảm xúc trước những lời chia sẻ chân thật của Tính Toàn, cảm nhận được cái tấm lòng mà Tính Toàn đang vì các vị mà trải ra, cảm nhận được điều đó, đón nhận được điều đó, thì nó lại càng tăng trưởng nhiều hơn trong các vị cái sức mạnh đó, cái sự ảnh hưởng mạnh của cái pháp quán đó. Và tâm các vị sau khi từ bỏ ở đây ra về, nhờ cái cảm xúc mà các vị đã cảm nhận được, cái tấm lòng của Tính Toàn dành cho các vị, thì các vị sẽ cố gắng nhiều hơn và không sao lãng cái sự tu học này. Thành ra cảm xúc mà các vị dành cho Tính Toàn, khi mà Tính Toàn nghe ở đây, thì thật sự là con nghe ở đây không phải là con sanh khởi lên cái vui, vui cái gì, thấy mình được thương, được mến, được kính, được trọng cái gì. Không phải là con sanh khởi lên những cái cảm giác bản ngã đó. Mà trước những cái sự xúc động, đón nhận những cái lời mà con chia sẻ, thì con nhìn thấy trong đó, ở người này, có khả năng, có tia hy vọng tiếp nhận được dòng pháp này. Khi nghe người đó cảm xúc trước những gì con chia sẻ thì con chỉ mừng cho người nói đó thôi. Chứ không phải là mừng cho cái thân này, cái sắc hình này, nó được khen ngợi. Làm sao một người thường xuyên có một sự quán chiếu và an trú tâm mình trong hình ảnh của dòi ăn, trong hình ảnh của rỗng không, trong hình ảnh của vô thường, vô ngã, mà có thể dễ dàng sanh khởi được những cái bản ngã thấp kém từ những lời khen của người khác được. Rất rất là khó để sanh khởi. Thành ra trước những cái lời khen thường xuyên đối với bản thân con, vẫn luôn quay về nhìn lại cảm thọ của mình trong đó. Nếu có khởi lên cái vui chăng là vui cho người nói, vui cho người trình pháp, vui cho người đang chia sẻ với mình, vì mình thấy được rằng người này đang có tia hy vọng, đang có tia hy vọng để tiếp nhận được dòng pháp này, để khai mở được trí tuệ, để đi đến được với ánh sáng, ra khỏi cái biển sanh tử này. Thành ra thật sự là đã từ lâu rồi. Ở trong con mỗi một khi nghe một lời khen, một lời yêu thích những gì mà con chia sẻ, thì con chỉ là một dòng tâm ý đó mà thôi. Và nhiều khi ngay dòng tâm ý đó cũng vậy, con vẫn cẩn trọng, xem xét lại. Nhưng mà thôi, cũng khoan vội vui. Hãy để xem rằng với thời gian, vị này có an trú được trong trí tuệ này hay không? Hay là vị này buông rời ra khỏi chỗ này? Vị này lại bị chìm xuống trong đầm lầy của vô minh. Thành ra cũng không dám cho phép mình mừng vui cho người đó liền, mà chỉ nói để rồi xem từ từ vị này có an trú được hay không. Và trong lòng vẫn thầm cầu mong rằng các vị hãy an trú được trong dòng pháp này để lợi lạc được cho bản thân mình, và không uổng công sức, không uổng tâm lực mà mình đã cố gắng chia sẻ cho các vị này. Thật
thật sự đối với con đến ngày giờ này cái thiền quán ở trong con nó không còn được gọi là thiền quán nữa. Tại vì nó hầu như là ở trong cái đời sống của mình, ở trong cái trí tuệ của mình, mình nhìn ra là pháp nó đã lộ rõ rồi. Thành ra không phải vận công nhiều, không phải vận sức nhiều. Nhưng mà mỗi khi mà chia sẻ cho chúng ta, nhất là khi chia sẻ về thiền quán, thì thật sự lúc đó là con vận công đó. Lúc đó phải để tâm vào trong dòng pháp này và xoáy vào trong đó để xem cách như thế nào mà gợi được cảm thọ của những người mới tu tập này. Rất là khó chứ không phải là không. Thành ra vận dụng thiền quán để mà chia sẻ và làm khởi được cái lửa đó ở trong chúng ta, cái tuệ đó ở trong chúng ta, thì thật sự là không phải để tâm sâu sắc vào trong đó. Và đầu tiên hết là phải cảm nhận được cái cảm thọ của chúng ta đang như thế nào. Và làm sao mỗi một cái lời quán này, mỗi một cái lời chia sẻ này, con phải gợi lên được, phải khởi lên được, phải chạm vào được cái cảm xúc của chúng ta. Làm cho chúng ta sanh khởi được cảm xúc, làm cho chúng ta bừng tỉnh được, làm cho chúng ta thức tỉnh được, làm cho chúng ta xúc động được. Thật sự đó là cả một sự vận dụng kinh nghiệm và trí tuệ trong sự tu tập này. Chứ không phải là dễ đơn giản đâu. Nhưng mà những cái trí tuệ đó là con đã đi qua hết rồi. Đi qua một thời gian rất là dài rồi, đến ngày giờ này. Thì đến ngày giờ này với bản thân con thì thật sự con không còn phải dụng công nữa. Nó đã lộ lộ trước con mắt của mình rồi. Nhưng mà với chúng ta, những vị mới tu vào trong dòng pháp này, mới đi vào trong dòng pháp này, thì thân kiến, sự chấp thủ, tham ái và tham dục còn rất là dày, rất là sâu, rất là cứng đầu. Một trạng thái tâm đầy bản ngã, đầy uông ngạnh, đầy khó dài, đầy khó bảo. Thành ra trong một sự chia sẻ mà có thể truyền được lửa, truyền được trí tuệ, truyền được cảm xúc cho người nghe, cho người tu, thì thực sự là không phải dễ. Không phải dễ. Thành ra trong sự quán chiếu mà chúng ta trình bày, mà chúng ta khởi được những cảm xúc trong cái bài quán đó, thì thật sự là chúng ta đã làm cho con cảm thấy rằng cái tâm của mình, cái sự hướng tâm của mình, cái sự cố gắng của mình không có uổng công. Không có uổng công. Con cũng xin cảm ơn lại tất cả chúng ta đã đón nhận cái tấm lòng và sự cố gắng này của con. Và trong cái sự chia sẻ của bé Su đã chia sẻ là trong cái pháp quán này làm cho bé Su hiểu rõ được thân kiến và hoài nghi, và phá được thân kiến và hoài nghi, biết rằng tất cả đều là sắc, là tứ đại, không còn hoài nghi về thân xác này là gì và sau khi chết là đi về đâu, đúng không? Thì cô rất là vui nghe cái lời trình bày này của bé Su, nhưng mà vẫn để một thời gian nữa để xem như thế nào. Nhưng thật ra thời Đức Phật, người nói lời này, người tuyên bố lời này là bậc dự lưu đó. Thành ra bé Su cố gắng tiếp tục, và cô tin rằng với cái tấm lòng của con, lòng tin của con và trí tuệ của con trong dòng pháp này, con chắc chắn sẽ đi vào trong hàng bốn đời tam chúng. Cố gắng lên. Và Hà thì nói rất là ngắn gọn rồi bị đau tim. Đó là pháp quán đưa đến tăng trưởng về trí tuệ thì rất là tốt. Đối với cô Tâm thì là pháp quán.
Đó cũng là đề tài cho chúng ta thiền quán đó. Chúng ta có thấy vậy không? Đề tài thiền quán đó. Nếu bây giờ mà không tu mà không quán thì tất cả sẽ là đời sống của chúng ta. Một trong những đời sống của chúng ta ở tương lai. Thành ra tất cả đánh động, đánh thức chúng ta đó. Thức tỉnh chúng ta đó. Đề tài thiền quán của chúng ta đó. Ngày giờ này mà không nhận diện ngũ uẩn, không nhìn ra được thân tâm của mình, thì sau này sẽ là tắc kè. Nhớ nha. Và cô Tâm thì là có cái nhìn nhận là lợi ích và tác dụng của pháp quán là làm cho mình có thể định tâm trên thân. Và nếu mà kết hợp với lại cái tịnh khẩu thì được cái duyên nó trọn lành trong sự tu tập này là rất tốt. Rất là tốt. Chiều này con cũng có thưa với lại sư phụ. Tại vì sư phụ ngày tâm từ lớn quá. Mày thương chúng ta dữ lắm. Con không biết chúng ta có nhìn thấy hay không. Biết sư phụ đâu. Mày thương chúng ta dữ lắm. Tại vì mỗi một lần mà con trình với thầy, mình thể cho tu tập như vậy, hoặc là cho im lặng không nói, hay là gọi là cái sự tu tập nó mạnh hơn, nó sát hơn, sư phụ sợ. Sợ chúng ta theo không nổi. Thành ra con thấy là cái lòng từ và thương nghĩ đến chúng ta là rất nhiều, rất rất là nhiều. Mà làm gì cũng vậy, sư phụ cứ sợ là làm quá không mệt, ngồi lâu quá không mệt, lâu lâu phải cho đứng dậy ngồi thiền, đi kinh hành, lâu lâu phải thay đổi, thỉnh thoảng thay đổi chương trình, thay đổi tiết mục, chừng họ chán. Thật sự là con tiếp xúc với sư phụ thì con thấy là tấm lòng của sư phụ ngày nghĩ về cho chúng ta rất là nhiều. Và chiều này con thưa với sư phụ là con thưa thầy là con thấy là thật ra là thầy thương quá, thầy thương Phật tử quá. Chứ thật ra là Phật tử đến đây là những vị này gọi là họ giỏi lắm đó, họ can cường lắm đó. Nếu mà có thể tổ chức những khóa tu 7 ngày, 10 ngày mà không nói thì con tin chắc là họ làm được. Phải không ạ? Dạ, vậy là chúng ta chứng tỏ rồi, con biết sư phụ có nghe không? Thì như vậy là có thể sau này là cô Tâm sẽ được tội nguyện trong cái vấn đề này ha. Và trong cái thiền quán đó, thật ra chúng ta đang tu tập thiền quán, và cái thiền quán này chính là cái gì? Chính là cái gì? Chính là như lý tác ý đó. Chính là như lý tác ý đó. Và như lý tác ý này đưa đến cái gì? Đưa đến cái gì? Hai pháp làm sanh khởi chánh tri kiến là gì? Chúng ta nhớ không ạ? Dạ chưa phải. Nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Mà nghe tiếng nói của người khác là gì? Là nghe kinh, nghe lời dạy của Đức Phật, và nghe quý thầy, quý cô, các vị hiểu con đường này người ta chia sẻ lại cho mình. Thì đó là nghe, là văn đó. Rồi sau khi nghe rồi thì phải gì? Từ, chính là như lý tác ý. Chính là như lý tác ý đó. Và cái thiền quán chính là gì? Là cái tư đó, là cái như lý tác ý đó. Để đi đến cái gì? Thể nhập vào trong cái trí tuệ mà mình đã được nghe. Thể nhập vào trong cái sự thật mà mình đã được nghe. Và điều đó nó sẽ đưa đến cái sự thành tựu gì? Thành tựu sự thấy biết đúng, hay là thành tựu về chánh tri kiến. Thành ra trong cái thiền quán đó, vào giữ luôn một cái rột là có khả năng đó. Có khả năng đó. Vào thẳng giữ luôn đó, thiền quán đó mà gọi là sao? Sâu sắc mạnh mẽ thiện xảo thì vào nhảy vào giữ luôn cái rột rồi. Thật ra ở đây là thật sự là có nhiều bậc là
đang hướng về dự lưu, và trong hiện tại và sắp tới này sẽ có những mặt nhảy vào trong dự lưu. Nếu như thiền quán liên tục, liên tục, liên tục. Còn mà nếu mà không thiền quán như vậy thì không vào được. Tại vì sao? Vì đây là như lý thắc ý. Trí tuệ này mà thâm nhập vào rồi thì cái nhìn, cái thấy của mình sẽ là gì? Như thật tuệ tri. Đúng với như sự thật mà thấy biết, thì khi đó là gọi là người thành tựu chánh tri kiến mà thôi. Thành ra chúng ta thấy tác dụng của thiền quán là hết sức quan trọng. Dạ, thì đó là những cái vấn đề chúng ta đã chia sẻ với nhau về lợi ích cũng như là tác dụng của như lý thắc ý, hay là lợi ích và tác dụng của thiền quán. Nó đưa chúng ta đi đến thành tựu trí tuệ, thành tựu chánh kiến. Và nếu một bậc mà đã có thành tựu chánh kiến mà phát triển thiền quán này nữa, thì là cái sự tiêu diệt về dục ái tham sân si bản ngã sẽ rất là nhanh, rất rất là nhanh, không có lâu đâu. Chỉ cần được hướng dẫn một cách chân chánh và đúng pháp thì đi đến Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán quả là ngay trong đời này, ngay trong tầm tay. Không có xa, thật sự là không có xa. Tại vì pháp nó rõ quá mà, pháp nó sáng rực quá mà. Đâu phải là chúng ta đang mơ hồ kêu chúng ta tin tưởng cái gì rồi ráng cầu nguyện rồi chờ cái điều đó xảy ra, đâu phải. Ngay trong lòng bàn tay, ngay trong sự tu tập này, từng giây từng phút. Thành ra việc thể nhập vào tứ thánh quả là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không hề khó khăn. Vậy chúng ta đã thấy lòng tin của mình mạnh mẽ lên chưa ạ? Tin lên chưa ạ?